Trả lời báo chí, Tổng thống Putin nhấn mạnh, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Theo nhà lãnh đạo Nga, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ. Trong đó, Nga sẽ tăng cường xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc, bao gồm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Theo số liệu mới nhất trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang Trung Quốc tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 65,2 tỷ đô la Mỹ trong đó nguồn cung cấp dầu khí chiếm gần 90% lượng hàng xuất khẩu.